Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ làm SIM có trong Cubase đó chính là Retro -Low. Và Retro là một công cụ unlock SIM vô cùng vô cùng cơ bản với việc trộn tất cả các dạng sóng SIM cơ bản với nhau Cùng với các cái mô đun về tinh chỉnh cũng như hiệu ứng của nó Và nếu các bạn nào không biết về SIM sao thì Design cũng như các ý nghĩa của chúng thì các bạn có thể tìm cái playlist của mình về SIM Sizer Để tìm hiểu lý thuyết về SIM Sizer cũng như là các chức năng của SIM Sizer Và để sử dụng Retro các bạn mở chuột phải vào đây Chọn phần Add Instrument Check sau đó bạn chọn phần Retro role ở trong phần Sim. Bạn Add track. Và đây là cái giao diện của Retro low. Và như bạn thấy là cái giao diện này là một giao diện của Alok Sim Rất là cơ bản với các cái phần tinh trình Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái Retro này Retro này được chia thành 3 bảng Bảng thứ nhất là bảng để các bạn có thể design các hệ tiếng âm thanh mà bạn mong muốn Bảng thứ hai là bảng để tạo ra các Abrigato các sequencer cho phần tiếng của bạn và bảng thứ ba là chính bản bảng thêm các effect về hiệu ứng của âm thanh Tại bảng thứ nhất, ở phần trên này bạn có thể nhìn thấy đây là chính là phần giới thiệu về cái phần mềm này. Tác giả cũng như người sản xuất của nó ra. Ở phần bên cạnh bạn có thể loát các cái preset của nó vào. Ở đây có rất nhiều các preset cho các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra bạn có thể xếp cũng như là lọc nó ra theo cách mà bạn mong muốn. Ở bên này là option là phần cài đặt cho cái retro của bạn. Ví dụ như là các modes của cái key, tức là key mini controller. Cũng như là bạn có thể là xếp cái thông số của mini controller. Thường thường cái này không lên tác động vào phần gấu hỏi tức là mở các phần menu để bạn có thể đọc hướng dẫn một cách chi tiết hơn và phần cuối cùng này là các phần liên kết với cả Stembird. Và bây giờ mình sẽ đi vào các module để tạo ra phần tiếng cho phần Retrolo. Thứ nhất là phần voicing là công cụ để điều khiển cái số lượng nút bấm cũng như cái thao tác của nút bấm trên cái bàn phím nó như thế nào. Phần main chính là phần âm thanh tổng thể của cả cái Retrolo này phần oscillator tức là các mẫu tiếng cơ bản bao gồm có ba dạng mẫu tiếng oscillator main cơ bản một oscillator sub và một oscillator khi trộn ba cái mẫu oscillator này vào thì nó có một cái bàn mic gọi là oscillator mic ở đây để bạn có thể trộn volume âm lượng giữa các cái oscillator này cũng như phần ring module ở dưới này để các bạn có thể là tùy chỉnh trộn chúng lại với nhau phần filter để tạo ra các bộ lọc cho tiếng âm thanh của bạn nó sáng tối hoặc là lặp lại theo một cái chu kỳ xác định phần phần ampli là bao gồm phần điều khiển về mặt âm lượng cũng như là tác động phần âm lượng của phần phát khi một phím bấm hoặc là nhiều phím bấm phát ra phần modulation là các công cụ điều khiển bao gồm có modulation về dạng LOF cũng như là envelope ở đây và ở volume ma trận gồm có bốn rãnh thẻ tại mỗi danh thẻ này có bốn hàng dọc tương đương với bốn loại hình bạn có thể tương tác sử dụng Uh, khi bạn sử dụng các cái modulation cũng như các cái thao tác điều khiển chúng tác động qua lại với nhau bằng cái công cụ matrix này ở dưới này chính là các cái về Boss cũng như là Big Span và Modulation về Ngân Và chúng ta đi đến với cái module đầu tiên đó chính là module về Void Module về Void chính là cái số lượng hay là còn gọi, gọi là thao tác của nốt bấm mà khi mình phát ra Ở đây sẽ có hai chế độ là Mono và Polyphony Khi mình chọn chế độ Mono tức là khi mình ấn trên bàn phím nó chỉ phát một cái nốt nhạc mà thôi Mình chuyển sang chế độ Mình tắt chế độ mono đi Nó sẽ chuyển sang chế độ pony, pony. Lúc này bạn có thể chơi hợp âm Đó Và khi ở chế độ mellow này Nó có chế độ retrigger Khi mình bật chế độ retrigger Tức là khi mình ấn một nút Và mình ấn thêm một nút nữa Mình thả tay nút là mới ra Nó sẽ chơi lại nốt cũ Retrigger tức là chơi lại cái nốt trước đó mình chơi ở dạng mono và khi mình tắt đi thì nó sẽ không chơi lại cái nốt mà mình đánh trước đó. Đó. Và tất nhiên là khi mình chuyển sang chế độ pony, pony tức là mình tắt cái chế độ mono này đi, nó có thể hiện số lượng pony, số lượng pony ở đây thường thường nó sẽ để là 16, tức là khi mình đấm trên bàn phím này mình bấm mình chơi được khoảng tầm 16 nốt cùng một lúc. Giả dụ lấy mình chọn xuống 2 thì tức là kể cả khi mình ấn 3 nốt nó cũng chỉ phát hai nốt mà thôi. Và phía bên cạnh này là lush glide tức là tạo hiệu ứng slide cho âm thanh. Mình bật nó lên thì âm thanh khi mình chuyển từ nốt này cho nốt kia sẽ có hiệu ứng slide, giả dụ. Và thông số slide phụ thuộc vào thông số glide time tức là thời gian để nó chuyển từ nốt này sang nốt kia. Khi mình chuyển sang chế độ finger Tức là khi mình chỉ chơi legato nó mới có hiệu ứng glide Còn khi mình đánh bình thường nó sẽ không có hiệu ứng glide Chế độ void mode tức là khi mình bật chế độ register lên Tức là đánh lại cái nốt trước đó trên bàn phím Thì nó sẽ phát lại những nốt nào Giả dụ mình đang ở chế độ mono thì nó chỉ phát lại cái nốt mình đánh trước đó tức là last thôi Còn khi mình chuyển sang first thì nó sẽ không hiện Khi mình chuyển sang chế độ low tức là nó sẽ đánh lại cái nút thấp hơn và hai nó sẽ đánh lại cái nút cao hơn. Cái này có tác dụng thực sự hiệu quả khi mình chuyển sang chế độ pony pony. Ở trong chế độ regal mode nó sẽ có phần nonen resume và legato, tức là khi bạn chơi các nốt nhạc từ nốt này sang nốt kia từ nốt kia nó nốt kia, nếu các bạn để chế độ nonen tức là nó sẽ sử dụng mới các biểu mẫu. mẫu, giả dụ như là khi mình sử dụng các biểu mẫu về LFO về envelope, nó sẽ sử dụng mới khi mình chuyển sang chế độ resume tức là khi mình chuyển từ lốt này sang lốt kia thì nó vẫn sử dụng lại cái biểu mẫu cũ của những cái lốt cũ giả dụ như là mình sử dụng cái lfo hoặc là sử dụng effect chẳng hạn thì nó vẫn tiếp tục cái effect cái hiệu ứng cái điều khiển của cái chế độ cũ và khi mình chuyển sang chế độ legato tức là chỉ sử dụng legato là mới bắt đầu xuất hiện các cái uh, về biểu mẫu mà thôi ở mục tiếp theo là mục oscillator để kích hoạt một oscillator bạn pick vào phần ở đây nó sẽ bật cái oscillator đó lên bạn sẽ có phần là chọn các hệ tiếng sóng với mỗi dạng hệ tiếng sóng khác nhau Nó sẽ có phần âm thanh khác nhau Và khi sóng chuyển sang dạng dích dạng vuông thế này Nó sẽ có cơ công cụ là xếp để mình có thể là điều chỉnh tỷ lệ giữa dạng sóng Giả dụ mình để sang 50% Tức là sóng dạng quách, Tức là đỉnh trên và đỉnh dưới của sóng nó sẽ vuông đều cái tỷ lệ bằng nhau Tuy nhiên là khi mình kéo về đây Tức là cái tỷ lệ sóng giữa phần phía trên sóng và phần dưới sóng chỗ to chỗ nhỏ khác nhau. Tại mỗi phần sóng này có phần là tăng octan. Tăng về tone tức là tăng về nốt. Tăng về file tức là phần trăm của nốt. Các chế độ của oscillator tức là sóng này nó sẽ có chế độ single tức là phát độc lập sóng. Khi mình chuyển sang chế độ sim nó sẽ kết hợp nhân đôi cái dạng sóng lên. Khi mình chuyển sang chế độ cos chế độ close tức là nó sẽ sử dụng mô đun của dạng sóng này để nó điều khiển cái dạng sóng này nó hơi phức tạp một tí và ở chế độ OXR tức là nó sẽ kết hợp hai cái dạng sóng này và kết hợp điều khiển bởi một cái dạng sóng satut khác và multi là chế độ là sóng này nó sẽ tạo ra nhiều cái illusion tức là nhiều cái dạng sóng khác nhau và khi mình chọn multi mình tăng số lượng sóng này lên và tăng đẹp bạn có thể nghe thấy rằng nó có rất nhiều các cái sóng nó xuất hiện xuất hiện song song với nhau cái multi này nó dần giống như cái là sinlic cũng như là singer tuy nhiên là nó sẽ có số lượng và tùy theo cách sắp xếp của số lượng đó nó sẽ dàn trải ra các phần khác nhau nó sẽ có phần đẹp và số lượng của nó là phần no ở đây và ở phần bên cạnh này bạn thể nhìn thấy phase tức là vị trí phát của cái sóng này bạn có thể chọn là phát random nó sẽ phát ở bất kỳ vị trí của sóng nào cũng như là fix phát tức là bạn sẽ xác định một vị trí phát cụ thể ấy cái này rất là hiệu quả khi bạn có thể trộn nhiều các dạng sóng khác nhau với các cái phây khác nhau để tạo ra cái hiệu ứng khác nhau và ở phần phía dưới này bạn nhìn thấy sắp oscillator khi mình kích hoạt sắp oscillator lên là một dạng tiếng sắp trầm nó sẽ có ba dạng tiếng sắp trầm và tất nhiên đối với những dạng sắp trầm này thì nó phần âm thanh nó sẽ bị vỡ bị nát và rất hơi bị khó hiểu chính vì thế nó sẽ có phần fix Phơi để cho phần oscillator này Nó được hoàn chỉnh hơn Ở bên cạnh là phần noi Tức là tạo ra các tiếng noi. Nó, nó có bốn dạng tiếng noi cơ bản Y, Ping Y, Pen Path Ping, Pen Filter noi. Ok, và khi bạn trộn Các phần tiếng này với nhau Nó sẽ tạo ra những phần âm thanh Vô cùng hiệu quả Và tất nhiên là âm lượng của các phần âm thanh này sẽ được điều khiển bởi oscillator mix ở đây Với phần volume ở đây Giả dụ như là mình muốn giảm cái oscillator 2 xuống Mình sẽ giảm sắp xuống Hoặc là mình giảm noise xuống Ở phần dưới này là ring module Khi mình kích hoạt ring module tức là mình sẽ sử dụng một cái oscillator này Để điều khiển một cái oscillator khác Chính vì thế nó sẽ có phần ring module 1 và ring module 2 ở đây với mức độ tương tác là phần trăm ở đây ở modern filter nó cung cấp cho bạn đầy đủ một các công cụ về filter Thứ nhất là shape dạng filter Với vấn đề shape tính là dạng filter Có low pass filter, low pass filter 24, 18 đúng không? Band pass filter, high pass filter, brand pass filter Vân vân bà ba là nó có rất nhiều các mục chọn ở đây Và để điều khiển cái filter này nó sẽ có phần cắt ọc Resolate Tăng cường cái đầu đỉnh của cái filter Cây follow mức độ tác động của cái key này lên cái filter đó Đó lại bạn có thể hiểu rằng là Khi mình đánh một những cái lốt chạc trên này Thì nó sẽ uh, tương đương với việc tác động lên cái cắt off này Nó tạo ra một cái hệ thống phong phú hơn Và bạn có thể nhìn thấy đây là chữ envelope Và khi mình tăng cường cái envelope này lên Thì nó sẽ sử dụng cái phần envelope bảng biểu ở đây Giả dụ như là mình muốn cái cắt off nó sẽ di chuyển là như thế này Xong lại quay ngược lại đúng không ạ Thì mình sẽ làm thế nào Khi nó di chuyển như thế này Bạn sẽ tăng cái attack lên Tức là khoảng thời gian mà nó di chuyển đến đỉnh điểm của cái filter và decay là nó sẽ trả về và nó sẽ sustain tức là cố định tại một vị trí đó đó thì mình có thể chọn vị trí vào đây và relate là nó sẽ trả ngược về như thế này để cho các bạn có thể tạo ra hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Giả dụ mình ấn nút bạn có thể nghe thấy rằng là cái cắt off này nó đã được di chuyển như thế này à, theo cái envelope này và khi cái envelope này nó quay sang phải tức là âm thanh nó sẽ thuận chiều như thế này nó đi ngược tức là ất tách là theo chiều này và đi cây nó sẽ ngược lại nhưng khi mình chọn envelope ngược lại thì cái ất tách này nó sẽ di chuyển sang bên này trước và nó quay ngược trở về này sau đó là cái chú ý để các bạn có thể sử dụng. Và cái velocity này tức là mức độ tác động của cái envelope này nó có theo velocity không? Và khi mình tăng lên và khi mình ấn lặng nhẹ trên cái nút bấm này. Bạn thể thấy rằng là cái mức độ tác động của cái cắt off này nó sẽ khác nhau. Và ở đây có công cụ là detorsion để tăng mức độ tác động của cái filter này lên. Đó với các cái loại tệp của distortion ví dụ như là tube clip bit red và red kf tùy tùy từng lại nó sẽ tạo ra các hiệu ứng về âm thanh khác nhau đó 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 Chính vì thế mà khi các bạn làm stream các bạn cần chú ý là ngoài việc các bạn trộn ra hệ tiếng âm thanh Hệ tiếng âm thanh này thì nó khá là cơ bản và đơn giản thôi Nhưng quan trọng là bạn khi bạn sử dụng cái cut off này ở một cái tần số hợp lý cũng như là distortion ở một cái máy hợp lý Nó sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh cho bạn một cách thích hợp Và bây giờ chúng ta đến với cái amplifier amplifier là một công cụ về điều khiển âm lượng Bao gồm có các công cụ thứ nhất là level Lượng âm thanh Thứ hai là pan Trái phải ba là một cái envelope. Cái envelope này chính là mức độ tác động của nốt. Giả dụ như là mình muốn nốt nó hơi slide một tí khi đầu vào chẳng hạn. Đó. Mình muốn nốt nó như kiểu park chẳng hạn thì mình sẽ làm như Đó. Mình muốn nốt nó sau khi nhả tay ra nó có tí relet Đó thì mình tăng cái lại lên. Ok. Và như mình nói thì để hiểu kỹ cái envelope của LFO cũng như các cái ấy mà bạn cần phải tìm hiểu phần stream mà mình đã là một cái playlist ở dưới để các bạn có thể tìm hiểu một cách kỹ hàng hơn. Ở velocity này tức là mức độ tác động của velocity Ê cái khái niệm ở đây thôi tức là cái mức độ tác động của cái envelope này nó có theo velocity hay không. Để không thì nó hoàn toàn là full velocity tức là không ảnh hưởng gì cả. Tiếp theo là modulation. Modulation là các cái về module tức là các cái nút điều khiển. Giả dụ như là thay vì mình muốn điều khiển cái cắt off này theo cái Everlop này mình muốn điều khiển nó theo một cái dạng sóng xác định nào đó có một cái tiền tự xác định nó thì mình sẽ sử dụng cái modulation này đây giả dụ với LFO thì mình sử dụng cái sóng simway để làm sóng điều khiển và mình sẽ chọn vào phần matrix là LFO 1 và tác động vào đâu tác động vào cắt off mình chỉ định là cắt off tức là nó sẽ cắt động ở đây và mình tăng cái mức độ tác động của nó lên và bây giờ mình chơi mình tăng cái tốc độ phát của cái sóng điều khiển này lên bạn thể nghe thấy rằng là cái cắt ọp đã bị điều khiển bởi cái LFO1 và trong cái modulation bao gồm có những cái gì? Thứ nhất, dạng sóng điều khiển. Nó có rất nhiều dạng sóng, với dạng sóng nó sẽ tác dụng một cách khác nhau. Shape tức là mức độ của cái sóng này nó gắt hay không? Đó. Ở cái dạng không thì bạn có thể nghe thấy nó rất là thoải. Còn khi mình tăng lên 10, bạn nghe thấy nó rất là nhọn. Chính vì thế điểm lưu trú ở cái đầu và đít của cái sóng này nó rộng hơn Cái frequency Tốc độ phát Tốc độ phát này bạn có thể là stylic với mode ở đây Bạn có thể lick với tempo chẳng hạn Thì nó sẽ chuyển sang dạng tempo cho bạn Để bạn dễ dàng điều khiển hơn và retrigger này thì nó cũng giống như cái retrigger ở trên tức là nó sẽ sử dụng lại cái lfo này không ví dụ mình để chữ off tức là nó sẽ không sử dụng lại cái lfo này tức là khi mình chuyển từ lốt này sang lúc kia đó nó sẽ không sử dụng lại cái lfo này và nó sẽ lặp lại một cái lfo mới tuy nhiên khi mình chuyển nó đoạn độ first mình chuyển từ lốt này sang lốt kia thì nó chỉ xuất phát tại cái nốt đầu tiên thôi còn những lốt tiếp theo này nó vẫn tiếp tục cái sóng đấy Bạn có thể tưởng tượng là cái sóng đấy nó sẽ uh, liên tục như thế này Và đối với cái chế độ off ấy Thì nó mỗi lần bắt đầu thì nó sẽ là một cái pha đầu tiên Nhưng mà khi mình chọn chế độ first Thì nó chỉ bắt đầu ở cái pha đầu tiên thôi Còn những pha tiếp theo nó sẽ tiếp tục Tiếp theo cái pha đấy đó Và đối với S tức là nó sẽ Và chế độ S tức là mình sẽ xác định cái điểm pha bắt đầu của nó là ở đâu Ví dụ chế độ random tức là mặc định cái điểm pha bắt đầu của cái sóng đấy Nhưng mà khi mình chuyển sang chế độ phê thế này Thì nó sẽ bắt đầu pha theo một cái góc nào đó của cái sóng này Ví dụ sóng nó sẽ chuyển động từ trên xuống dưới thế này Thì nó sẽ chuyển động trước ở đỉnh sóng hay là mũi sóng khác nhau Ok và đó chính là phần về modulation và ở trong phần modul matrix như vậy đây mình nói là sẽ có bốn cái rãnh thẻ và bốn cái module thế này để bạn có thể tạo ra 16 các cái điều khiển khác nhau và score tức là cái điều khiển là cái gì ví dụ như là ở đây là sẽ LFO và nó điều khiển lên cái gì cắt off ở dưới này ở phần modify ở giữa này chính là các công cụ điều khiển kèm theo giả dụ như các bạn muốn trộn cái lfo này với một cái lfo thứ hai để tạo ra hai cái công cụ điều khiển khác nhau hai cái bộ trộn sáng khác nhau để điều khiển cái cắt off thì bạn sẽ chọn lfo 2 offset tức là tỷ lệ giữa cái lfo 1 và lfo 2 nếu mình không chọn lfo 2 nó cũng sẽ là tỷ lệ của cái lfo 1 khi nó tác động lên ở phần module về main tức là âm thanh về đầu ra nó sẽ có phần oscillator tăng giảm về octang ở follow cây tức là pick cây follow tức là nó sẽ tăng giảm về cái pick của nó lên là bao nhiêu đó bạn muốn là cái nốt của bạn nó sẽ tăng giảm như thế nào ở phần random pick random pick khi mình sử dụng cái random pick tức là khi bạn nhìn thấy chữ pick pen ở đây nó sẽ có phần là Trừ 3, cộng 3. Cái pick pen này chính là cái giới hạn của phần pick pen bên cạnh này bạn thể nhìn thấy. Nhưng nó cũng là cái phần để bạn có thể phát ngẫu nhiên cái pick pen này bằng cách là random pick. Giả dụ khi mình chọn lên, tăng cái random pick ở đây và khi mình ấn chỉ một nốt nhạc mà thôi. Ví dụ như là mình chỉ ấn đô mà thôi. Bạn thể nghe thấy là khi mình ấn, các nốt đô này nó đã dịch chuyển theo các cái nốt đô khác nhau hay các nốt khác nhau. Phụ thuộc vào phần up down của cái phần pick pen này đó nó đơn giản là nó sẽ tạo ra một cái phức hợp khi mình ấn một cái nốt duy nhất liên tục thì tại mỗi lần nốt nó sẽ tạo ra một cái nốt mới và thường thường là tắt đi nó dễ sử dụng hơn thân linh tất nhiên là mình sẽ tăng giảm về cái tơn tức là cái cao độ chung của cái retro này và volume là âm lượng tổng ở phần keyboard dưới này là hiện phần keyboard cũng như pen pick và word tất nhiên rồi và bây giờ mình sẽ đi đến cái bảng thứ hai đó chính là bảng về obligato ở trong bảng Abiligato nó sẽ chia ra phần main Và khi bạn chọn chế độ Abiligato này Bạn phải nên nhớ rằng là bạn lên chuyển sang chế độ Pony Pony Để nó sử dụng được hợp lý hơn Và bây giờ ở phần mốt mình chọn cái kiểu chơi của nó Và nếu bạn nào mà không hiểu Abiligato Bạn cần phải xem với cái mục Abiligato mình đã giới thiệu rất là kỹ Thứ nhất là phần cost Tức là mình sẽ phát tín hiệu ngẫu nhiên trên cái hợp âm mình đánh Giả dụ mình ấn các nút bạn có thể thấy rằng là nó sẽ phát đi phát lại theo cái hợp âm và tùy theo chế độ mode khác nhau thì nó sẽ có các cái kiểu obligato khác nhau ví dụ như up đó down up and down và nó chỉ di chuyển trên những cái nốt mà bạn đang chơi mà thôi đó chính là obligato Trigger Mode là cái kiểu chơi Abrigato là theo kiểu nào Chế độ bình thường là như bạn nghe thấy là Khi mình ấn nó bắt đầu Abrigato Nếu mình chọn Next Beat thì khi mình chuyển sang một cái Beat mới Tức là một cái tiết tấu mới Nó mới bắt đầu chuyển sang Abrigato Cũng như là Lake Muse nó sẽ chuyển sang một cái ba mới Retouch Mode tức là chế độ retouch lại cái Retro này Bình thường cái Retro này thì bình thường còn mình có thể Ngoài việc là mình có thể set uh, nó theo cái Mode mình xác định Hoặc mình có thể rất nhiều tỷ chỉnh khác nhau nữa Tuy nhiên là khi mình chọn là restart mode, thời điểm restart lại cái hiệu ứng này như thế nào, tại vị trí nào nó sẽ có những cái phần restart và lúc này khi mình chơi nó đến cái đoạn mà có cái chọn restart mode này thì nó sẽ chơi lại cái abrigato này từ đầu. Ví dụ như là new cross tức là khi mình chuyển sang cross mới nó sẽ phát lại cái chuỗi abrigato này lại từ đầu, hoặc là chuỗi cái hiệu ứng về abrigato hoặc là new notes hoặc là sao hot. Ở phần scale mode tức là cái mốt của cái key MIDI controller của bạn Giả dụ nó sẽ phát hành ngắn thôi Add spray Nó sẽ phát hành khi bạn chơi Nhưng mà dry Nó sẽ phát trùng tất cả những cái nốt đấy của bạn Velocity mode tức là kiểu velocity Ví dụ original thì nó sẽ fix velocity Theo cái velocity tôi mình đang sử dụng Mình chọn chế độ velocity <laughs> controller Tức là nó sẽ hiện cái velocity controller ở đây Và mình sẽ xác định cái velocity controller đấy Theo cái Mục Uh, CC nào Ví dụ ấy nó sẽ theo mục là velocity gốc của nó Tức là theo lực đấm của mình Hay theo cái after thức hay theo cái controller khác Tức là nó sẽ follow cái velocity theo một cái velocity khác Và auxili cộng velocity nó sẽ trộn hai cái mục này với nhau Thường thường auxili thì mình sẽ theo cái lực ấn của tay của mình Và khi mình chuyển sang chế độ on Tức là khi mình ấn một lần trên cái bàn phím Thì nó sẽ phát abrigato mãi mãi mà không thèm dừng luôn Gate thì nó chỉ đánh một lần thôi <laughs> tức là nó sẽ sử dụng cái cổng gate để các bạn có thể là xác định abigato và phần warm tức là cái số lượng mà nó sẽ phát cái vigato này, giả dụ khi mình để nó off. Bây giờ mình chọn cho nó độ một Mình cho nó độ 2. ba 3. Tức là cái số lượng phát nốt phát trên cái lốt mình đang bấm và số lượng đấy bao nhiêu thì nó sẽ ở phần warm này. Và phần khi release tức là nó sẽ phát lại cái lốt bị trống giả dụ như là mình chơi hai uh, nốt chẳng hạn nhưng mình ấn trên bàn phím là bốn nốt vậy thì khi nó chơi nó sẽ phát lại những cái nốt còn thiếu nào thì nó sẽ có phần là chọn các nốt còn thiếu ở đây ví dụ lốt còn thiếu là theo cái abigato theo rest theo thứ tự đầu tiên theo thứ tự cuối cùng hay là phát tất vân vân và ba la thì nó sẽ bù những cái nốt còn thiếu vào phần wam này của mình phần reset tức là bạn có thể reset lại các cái setting mà trong cái abrigato này của mình trong mở abrigato này nó sẽ có phần là phần step khi mình kích hoạt chế độ step tức là mình sẽ tạo một cái sequencer step ở đây và khi mình chọn phần step này nó sẽ sử dụng cái phần step ở dưới đây với những cái bước nhịp giả dụ khi mình ấn một lốt nó sẽ phát hành uh, một cái điểm đầu tiên nhưng mà khi mình kéo nó ra như này và mình thay đổi nó cao độ ở đây cao độ nốt so với lớp bắt đầu tiên. Lốt đầu tiên thì là không. Lốt đầu tiên sẽ là không. Lốt tiếp theo là 1, 2, 3, 4. Hoặc nếu bạn sử dụng hợp âm thì lốt nó sẽ theo thứ tự hợp âm. Ví dụ như là bạn ấn đô mi son thì nốt số 1 là đô, nốt số 2 là mi, số số 3 là son. Tức là bạn sẽ chọn ở đây. Còn nếu khi bạn chọn nốt đơn tức là chỉ ấn một nốt thôi thì ở đây nó sẽ theo cái chempost của cái lốt ban đầu ví dụ lốt ban đầu là đô khi mình chọn cái này lên một lên 2 thì nó sẽ là D, lên 4 thì nó sẽ là Mi, lên 5 sẽ là Fa, đó. Và theo cách sắp xếp của mình, nó sẽ phát hành các cái bước này. Với các Velocity ở đây, mức độ mạnh nhẹ các bạn để chọn đây. Và bây giờ mình sẽ ấn một nốt. Lúc này, khi mình giữ nốt nhạc, nó sẽ phát hành tất cả các cái nốt này cho bạn. Đó chính là Step, tức là các bước để cài đặt. Và bạn mở rộng các bước cài đặt này ra rất là ok đó ngoài việc bạn có thể chọn nó ở phần pitch tức là độ cao theo kiểu transport đấy bạn có thể chuyển sang độ cây tức là bạn có thể xác định là nó theo dạng key mà mình đang ấn trên phím nốt nhạc và ở đây khi mình giữ 5 cái phím trên nốt nhạc thì nó phát hành 5 nốt với các velocity khác nhau chứ nó không theo độ cao khác nhau. Ok, tại vì độ cao mình đã xác định theo pitch ở đây rồi. Và ở đây bạn có thể nhìn thấy các preset về các cái mẫu step cho bạn, giả dụ như là Basco step Dance step Đó Và như bạn nhìn thấy là khi mình chuyển sang cái preset này nó sẽ hiện lên các cái mục ở dưới này Thực chất các mục dưới này là các tác vụ tác động thêm ngoài các việc là mình tác động lên pitch tức là độ cao Tác động velocity tức là tốc độ phát Thì nó có thêm ba cái công cụ tác động với căn trồn 1, căn chùa 2, căn trồn 3 ở đây và khi bạn tác động lên nó khác nhau Nó sẽ tương đương với các cái CC Các control của cái uh, MIDI controller của bạn Ngoài việc bạn sử dụng cái control này Bạn có thể sử dụng các cái uh, tác động của nó lên đây Ví dụ như là bạn mới tác động lên Sử dụng pick chẳng hạn Sử dụng đến cắt off hoặc là sử dụng Tại mỗi vị trí này cái cắt off khác nhau Tại mỗi vị trí này nó sẽ có volume khác nhau Là pan khác nhau chẳng hạn Thì mình có thể là chọn các cái mức độ tương ứng ở đây Và bạn hãy nhìn thấy chữ export ở đây khi mình kích hoạt chữ Red lên bạn nhìn thấy là cái điểm MIDI để phát sáng Tức là bạn sẽ drop một dạng MIDI Bình thường ở đây nó sẽ sắp xếp một dạng MIDI xác định Nhưng nếu mình không muốn dạng MIDI này Mình muốn một dạng MIDI, một cấu trúc câu Theo một cái mẫu xác định Giả dụ mình có mẫu câu ở đây Sequencer này, cái Abigato này sẽ chạy theo cái dạng MIDI đó Và ở phần tempo này Tức là tốc độ phát của cái Abigato này và chế độ sliding bật sáng tức là nó sẽ khớp theo cái tempo của bạn khi bạn tắt nó đi thì bạn sẽ xác định cái tempo tùy chỉnh của nó ok ở phần uh, tempo scale này thì bạn có thể là cho cái đoạn abrigato là nó chạy nhanh hay chạy chậm bằng cái tempo scale này giả dụ bây giờ mình muốn cho nó chạy chậm một tí mình muốn chạy nhanh hơn chẳng hạn đó ở chế độ loop bật sáng tức là nó sẽ phát theo kiểu vòng lặp khi mình phát nó đi tức là cái sequencer này nó sẽ phát một lần mà thôi đó khi mình lặp lặp này đó học lặp nhá và groover Quantize tức là cái tỷ lệ uh, giữa các cái lốt này bình thường cái tỷ lệ giữa các lốt này nó rất là đều đặn nghe nó hơi bị uh, cứng chính vì thế mình tăng giảm phần groover này khiến cho phần âm thanh nó lỏng hơn một chút để nghe nó thật tai một chút và tất nhiên phần groover này bạn cũng có thể là lấy một cái thông số khác bằng cách bạn drop một cái midi để lấy cái groover này vào đây rất là ok ở phần performance này là chế độ uh, phát cho cái phần midi mà bạn chơi khi nó phát lại các lốt midi này bạn muốn cái lốt midi nó có lắc lư tức là phát chậm phát trễ như thế nào cũng như là cái velocity scale tức là các cái tức là velocity scale tức là tăng giảm về cái tỷ lệ của cái velocity các bạn chơi octane Great scale Gate Scale nó giống như một cái cánh cổng để khi bạn chơi một nốt nhạc hoặc là chơi một dạng hợp âm theo dạng scale thì nó có tạo ra hiệu ứng scale hay không? Khi mình tăng lên nó sẽ tạo ra hiệu ứng scale. Đó, giảm xuống. Nó sẽ tạo ra hiệu ứng đóng mở của cái cửa sổ. Và đó chính là mục của Abrigato. Và đó chính là các mục của Abigato, tiếp theo đó chính là mục của Effect. Effect là bao gồm các hiệu ứng thứ nhất là Resonate. Khi bạn kích hoạt cái Resonate này lên tức là bạn sẽ cường độ hóa tại một điểm nào đó của cái uh, tần số frequency của bạn. Nó sẽ chia ra các vùng như kiểu là low band, mid band và high band. Tại mỗi vùng này bạn muốn kích hoạt cường độ hóa cái tần số ở giải lào thì bạn chọn cũng như là cái abigato modun căn tức là nó sẽ dùng cái này để nó điều khiển vào cái phần căn ở phía bên này đó nó hơi bị liên quan đến nhau thì khi bạn sử dụng các bạn chú ý rằng là nếu các bạn không sử dụng cái kia ấy, thì bạn chỉ cần để nguyên hai cái thông số này mà thôi chỉ cần tăng cái phần tần số cụ thể mà thôi ở phần mix tức là tăng giảm về cái mức độ tác động của nó đó trộn giữa âm thanh thực và âm thanh sau khi nó đã resolvet và ở bên cạnh này có chữ LFO tương đương với LFO một hai ba bạn thể nhìn thấy ở đây là LFO một hai ba ở đây và khi bạn sử dụng LFO tức là sử dụng bảng điều khiển này để điều khiển lên cái resolvet này nó gần giống như kiểu bạn đang điều khiển cái cắt off này với cái uh, LoF này vậy đó nó gần, gần gần như nhau nhé ở mục tiếp theo đó chính là phase phase thì phase nó là chế độ về pha nó tạo hiệu ứng đảo pha Mix là độ trộn Red tốc độ của pha Silic Là nó sẽ Theo cái tempo Red Tỷ lệ Độ sâu Shift độ cao Feedback Sự phản hồi Cắt Off Low cắt hai cắt Tức là nó sẽ pha ở phần cao phần thấp Khi bạn chuyển sang thế độ mode Nó sẽ cho cho bạn cái phần là Flanger, Chorus và Space Nó cũng gần giống như kiểu phần phê vậy Nhưng nó khác hơn một chút vì Chorus nó tạo hiệu ứng Chorus Flanger Embrace Và tương đương với nó nó sẽ có tốc độ ạ Simmer Dips độ sâu và Simmer Rage tốc độ của Simmer Tức là tốc độ giảm Chấn của nó Và tiếp theo là mục Delay Ở trong mục Delay này nó sẽ có các chế độ mốt vì Delay Thứ nhất Ping Pong tức là lật bên trái bên phải Chorus sẽ là giao thoa với nhau và Cerro sẽ là lật là hai bên trái bên phải Và khi mình chuyển giữa các độ khác nhau bạn hãy để đấy một số mục sẽ khác nhau và ở chế độ zero bạn có thể nhìn thấy nó sẽ có phần feedback trái phải nó sẽ có phần tỷ lệ của nó để bạn có thể lựa chọn và ở đây nó sẽ có delay tức là cái tốc độ về độ trễ nó có thể sync theo tempo hoặc không delay sang trái trước hay sang phải trước nó sẽ có phần uh, chọn đây delay theo tần số nào hoặc là feedback tức là lượng phản hồi nó theo cái dạng lạng nào thì nó sẽ có phần feedback ở đây tiếp theo là phần reverb tức là tạo cái hiệu ứng về không gian nó sẽ ngoài việc tạo hiệu ứng không gian như kiểu là thời gian và không gian cũng như là tỷ lệ giữa phần âm thanh sáng và âm thanh tối sau khi nó phản hồi pre delay là cái lần phản hồi đầu tiên room tức là độ rộng của cái reverb hai cắt tức là giảm về hai của cái độ vang của phòng thì ngoài các cái chức năng của reverb nó còn có chức năng crossing tức là chức năng tạo hiệu ứng cross cho cái hiệu ứng reverb Bạn thấy cái tiếng reverb nó sẽ vang hơn Và cái tỷ lệ của cái rossing này nó sẽ nhiều hay ít Tùy thuộc vào độ rest Tức là tốc độ phát cũng như là deep và độ sâu Ở phần cuối cùng này chính là phần equalizer Tức là một cái bảng về tần số có low, uh, mid, low, low, mid, uh, high, mid và high phần vẽ này bạn phải chú ý cho mình cái bảng đồ ở đây nó sẽ đi từ phần resolute sang equa sang phần phaser sang phần mode sang phần delay sau đó đến phần reverb và đó là tất cả các công cụ về rotolo để các bạn có thể là tạo ra những hệ tiếng những loại tiếng đặc sắc dành riêng cho bản thân bạn chúc các bạn làm nhạc vui vẻ nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé xin cảm ơn các bạn